Vâng, ở level khi mà xuất phát lõi cho nên đồng nghĩa với loại trực tiếp và không có số dây để vé phớt. Và ở bảng 2 thì câu lạc bộ Nhân Hóa Môn vỡ cuộc cho nên đồng nghĩa với vé phớt còn lại dành cho câu lạc bộ 57 Racing Team. Và bảng giành chiếc vé đầu tiên vào vòng chung kết thì 54 tự do 112 văn sẽ là câu lạc bộ Ẩn 290 Lên 1 và câu lạc bộ 57 Racing Team Lên 2. Dòng giành chiếc vé đầu tiên vào vòng chung kết là 54 tự do 112 văn. Có thể chúng ta có giải nhất và giải nhì như vậy, cho nên hãy cố gắng giành được một chiếc vé đầu cuối. Hai chiếc vé này là chắc chắn cầm trên tay một cái giải rồi nha các bạn. Và sau hệ 54 tự